Xin chào các em, trong video ngày hôm nay sẽ cùng các em đi chữa những bài tập ở trong cuốn sách Toán 1 tập 2 Cuốn sách này được viết theo chương trình Kết nối tri thức với cuộc sống Đây là cuốn sách ở tập 2 và ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài đầu tiên Trong chủ đề 6 thì các em sẽ học các số cho đến 100 Với bài số 21 các em sẽ học về số có hai chữ số Trong phần khám phá thì ở trong một cái túi như này người ta đựng cà chua thì chúng ta đếm sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Trong cái túi này đựng 10 quả cà chua Thì người ta nói rằng đây là có 10 quả cà chua Hay còn gọi là một chục quả cà chua Vậy khái niệm mới chúng ta học đó là khái niệm một chục Một chục hay còn gọi là bằng 10 Tiếp theo các em sẽ cần đọc và viết số Ví dụ ở đây Bên trong hình vẽ của chúng ta sẽ có 10 quả cà chua Cộng với một quả thì chúng ta có 11 đọc là 11 Tương tự 12 quả cà chua đọc 12 13 quả cà chua đọc 13 Tương tự các em sẽ học đến số 16 gồm có 10, 10 và 6 quả cà chua Số 17, 18, 19 và số 20 Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng bài tập Chúng ta cùng vào bài số 1 Bài số 1 biết mỗi cái túi này có 10 quả cà chua Và để bài yêu cầu tìm số thích hợp theo mẫu Ở mẫu A Chúng ta có một túi gồm có 10 quả cà chua cộng với 1 2 quả cà chua ở bên ngoài. Như vậy chúng ta có số 12. Ở hình B, chúng ta có một túi đựng 10 quả cà chua cộng với bao nhiêu quả bên ngoài đây? Chúng ta cùng đếm này. 1 quả cà chua, 2, 3, 4. Chúng ta có 4 quả cà chua. Như vậy chúng ta sẽ có số 14. Vậy số ở trong dấu hỏi chấm sẽ bằng số 14. Câu C, chúng ta cũng có một túi đựng 10 quả cà chua và ở bên ngoài có 1 2 3 4 5 6 7 8 có 8 quả cà chua bên ngoài. Như vậy chúng ta sẽ có số 18. Các em điền số 18. Với hình D thì sao? Chúng ta có hai túi cà chua, mỗi túi đựng 10 quả. Như vậy chúng ta sẽ có số có số 20. Đúng rồi, số 20. Như vậy chúng ta đã vừa hoàn thiện xong bài tập số 1 rất là nhanh chóng. Chúng ta sang tiếp bài tập số 2, đề bài yêu cầu điền số và dấu hỏi chấm. Trong hình A, hình giống như hình viên đá thì chúng ta sẽ đếm xem có bao nhiêu hình viên đá như này. Chúng ta cùng đếm nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 và 12. Như vậy trong hình A, số cần điền của chúng ta sẽ là số 12. Trong hình B, hình con cá, chúng ta cũng đếm xem có bao nhiêu con cá nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 và 15. Như vậy chúng ta sẽ có 15 con cá, chúng ta điền số 15. Như vậy, chúng ta cũng đã hoàn thiện xong bài tập số 2 rất là nhanh chóng. Bài số 3, đề bài yêu cầu điền số và dấu hỏi chấm. Chúng ta có một hình ảnh chú vịt rất là đẹp. Đấy, và bây giờ chúng ta cần điền số bao nhiêu vào bốn dấu hỏi như này. Chúng ta sẽ đếm này. 1 này, 2 này, 3, 5. Vậy thì số nào sau đó đến số 5 nhỉ? Đúng rồi, chúng ta sẽ có số 4 đúng không? Vậy thì số ở trong dấu hỏi chấm đầu tiên chính là số 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sau 12 sẽ là số bao nhiêu các em nhỉ? Sau 12 đúng rồi sẽ là số 13. Sau số 13 thì là số bao nhiêu? Số 14 đúng rồi, số 14 các em làm tốt lắm. Sau đó đến 15 16 17. 17 rồi đến đúng rồi 18 vậy số 18 ở đây. 19 20 như vậy rất là dễ. Câu số 3 giúp chúng ta ôn tập cách đếm từ 1 đến 20. Như vậy chúng ta đã vừa hoàn thiện xong bài tập số 3, cũng chính là bài tập cuối cùng của bài số 21 này rồi. Xin chào và hẹn gặp các em ở những video tiếp theo. Xin chào.